Hiện tại ba mấy rồi đang đứng đây nè bác. Bác thấy nguyên cánh đồng lúa bát ngát không? Không biết lúa hay cỏ nữa nha. Chắc cỏ quá, làm gì còn lúa. Bà con bác, hiện tại ba mấy rồi đang đứng đây là hồi xưa đây là nơi đóng quân của một cái tiểu đoàn tên lửa 276 trực thuộc sư đoàn 367 phòng không không quân. Do đây là tiểu đoàn tên lửa bác, cho nên nơi đây là đất cống nhiều hơn là đất xây dựng. Rồi sau này rút quân đi về nơi khác rồi, nơi đây được bàn giao lại cho nhà nước thì bắt đầu xây dựng ra cái khu dân cư. Thì cái khu này người ta gọi là khu dân cư tên lửa. Để nhớ lại cái khi mà tiểu đoàn tên lửa đóng đây nè, khu này bây giờ người ta gọi là khu y tế kỹ thuật cao. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 30 tháng 1 2023, tức nhằm ngày mùng 9 Tết. Thì bây giờ là 7 giờ 15, nhiệt độ bên ngoài là 22 độ C. Nếu mà đổi ra độ F thì tầm khoảng gần 72 độ F. Trời ngày hôm nay tự nhiên nó lạnh lắm á, mấy ngày trước nó nóng, hôm nay bắt đầu nó trời nó trở lạnh. Đã ghê luôn á. Và hôm nay lại là cái ngày đầu năm nữa bác. Hôm nay là ngày đầu năm. Mọi người, mọi thứ, đấy, tất cả mọi thứ, mọi việc, mọi điều đều bắt đầu khởi đầu một cái ngày năm mới. Mọi người là coi như là hết ăn chơi rồi đó, hết Tết rồi đó, chính thức bắt đầu đi vô làm. Bên tay trái này là bệnh viện quốc tế City Thành Đô nè. Bên tay phải này là siêu thị Bình Tân, siêu thị Nhật Bản á. Rồi thì bà con bác thấy con gái vậy, chậm đứa thuốc à. Đó ta, ghê quá ha. Ở Việt Nam bây giờ nhiều cái lạ lắm. Phụ nữ bây giờ hút thuốc nhiều hơn đàn ông. Rồi bây giờ ngoài phải đây, đường này là đường số 17A. Trời lạnh lắm nha bác. 52 độ là lạnh lắm á. Hủ tiếu Nam Giang Huy Khánh này ăn cũng ngon nè. Rồi thì bắt đầu từ ngày hôm nay ba Michael lại tiếp tục hành trình rong ruổi trên khắp nẻo đường Sài Gòn để gửi đến các cô, chú, anh, chị và các bạn không có dịp đi xem thì có thể ngồi ở nhà cùng đi chơi với ba Michael. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay thì ba Michael làm gì, ăn gì, uống gì hay đi đâu thì ba Michael đều quay phim chia sẻ các bác. Do vào cái dịp Tết này nè, mình thử ra là mỗi một ngày ba Michael sẽ có 3 cái video. Video thứ nhất đăng vào 5 giờ sáng, video thứ hai đăng vào 8 giờ sáng, và video thứ ba là ba Michael đăng vào lúc 7 giờ tối. Đây, đường này đường tên lửa. Thôi giờ mình đi mới ha. Nói chung là ngày mới thì coi như tất cả đều mới. Bắt đầu từ ngày mai là sẽ không có video trùng nhau á. Những con đường ba Michael sẽ cố gắng đi hết 24 quận huyện ở Sài Gòn này. Ba Michael chia ra để ba Michael đi xem coi nó có sự thay đổi đổi mới như thế nào. Đây là khu y tế kỹ thuật cao nè, do công ty Hoa Lâm làm chủ đầu tư. Tên lửa này là có hai người, cái dòng chữ hoa là ai cũng biết, đó là Hoa Lâm và Hoa Trung. Còn cái khu này mà được hình thành ra được cái như bây giờ nè là hầu như dân ở đây ai cũng biết luôn, đó là nhờ ông Trầm Bê. Ở đây có căn hộ tên lửa nè, cái khu tên lửa này bây giờ sắp tới là xây căn hộ nhiều lắm. Chúng ta đang đi trên con đường tên lửa số 76 tên lửa. Bên tay phải này là một cái công ty giày An Lạc, công nhân chuẩn bị vô làm.
thấy vẫn chưa có đông, cũng chưa có nhộn nhịp lắm. Thì mấy công ty giày này các bác biết mà, trước năm là coi như là trước Tết là coi như là do bị thiếu đơn hàng á, thành thử ra là cho nghỉ hàng loạt mấy chục ngàn người luôn rồi đó. Cho nên cái ngành da giày may mặc này cũng bị ảnh hưởng dữ lắm. Còn ở đây là ngã ba Tên Lửa nè, Kinh Dương Vương ở số 453 đường Kinh Dương Vương. Con đường này trước năm 1975 đó là con đường quốc lộ số 4. Dưới Cà Mau lên rồi bác. Những xe này là coi như là những chuyến đi xe đêm á, đi tầm 11, 12 giờ trưa tối hôm qua á, cho nên bây giờ mới tới nè. Lên đêm một đêm ngủ giấc dậy sáng tới Sài Gòn. À. Vậy á, người dân đổ lên Sài Gòn với bình thường thì ở đây cũng Sài Gòn cũng đang tìm mua vé mua về dưới quê nè. Đây rồi. Vé rồi nó hạ chưa ta? Rồi Sài Gòn đi Bến Tre 100 ngàn, Sài Gòn đi Đà Lạt 300 nè, rồi đi Vĩnh Long 103, đi Nha Trang 245, 275. Thì tính ra Sài Gòn đi Nha Trang nó còn rẻ hơn đi Đà Lạt, trong khi đó từ đây ra Sài Gòn tới ra Nha Trang 450 cây. Ba mẹ còn chỉ biết đi Cà Mau, Sài Gòn đi Cà Mau 20-30 ngàn một vé. Ồ, vậy giá trở lại bình thường rồi. Hết Tết rồi bác. À, từ khi mà Phương Trang này chơi bản điện tử á, người dân người ta không có phát hiện được vé tăng đâu á. Còn hồi xưa ở đây á, dán này nào á, mỗi lần mà giá vé tăng á, cái họ lấy cái tờ giấy A4 mà dán lên, cái mình biết đó là giá tăng. Chơi như Phương Tan là chơi khôn đó nha, làm cho cái tâm lý người dân người ta không có biết giá vé, giá vé là để người ta so sánh. Trừ những người đi nhiều quá thì họ biết rồi, chứ như ba mươi cầu đi vô thấy giá vé vậy là mua thôi chứ đâu biết tăng hay giảm. À, Phương Trang là chất lượng và danh dự. Xe này bác leo lên cái là có một cái điều là coi như là gì, tài xế xin quý khách thông cảm gì đó, tài xế sẽ chạy đúng tốc độ hay gì đó, cho nên thường xe Phương Trang chạy chậm lắm. Rồi ở đây là chợ An Lạc. Ồ, sáng này lạnh thiệt luôn quá, 22 độ C. Dạo này thời tiết nó thích thường lắm. Chiều hôm nay ở trên Bình Dương thành phố mới nè, có lễ cụ bà, nhưng mà chắc ba mẹ còn không có lên được, hôm nay không lên do chiều nay là sinh nhật thằng Lưu Lam, phải ở nhà để làm sinh nhật cho nó. Rồi con đường này đường Kinh Dương Vương nè. Đường Kinh Dương Vương này là đó là quốc lộ số 4 nha bác. Tới đây là hết rồi nè. Tới dòng mũi tàu Phú Lâm này là hết quốc lộ số 4.
quá, lạnh quá, cái mũi nó muốn nghẹt rồi. Để tiến vô. Không có Sài Gòn chưa, bà tự gặp bà bang ra cái bà bên kia bà đụng bà luôn, mà bà đụng bà, bà đưa cái mặt bà lên trời luôn á, bà không giống như bà không mày biết vậy đó. Trái là có nhà nè, mà bên phải là đầm lầy với ruộng. Con đường này là con đường Hậu Giang. Sữa nè, à, sáng cái ai đi lạc cái đi ngang qua mua một ly cà phê sữa. Sáng nay để ba mẹ còn mua ly cà phê sữa, ba mẹ còn uống luôn. Ngày đầu năm ba mẹ còn không có ra quán rồi. Đây đây có cái quán cà phê nè. Quán cà phê này hình như là ba mấy người nhớ là nó có cho ly ly trà đá nữa. Đây, vô ta. Làm ly cà phê sữa đi. Phê sữa đá. Bao nhiêu á chị? Dạ 15. Rồi ok. Dạ không ạ. Thank you.
đây là cà phê pha sẵn, nó khác với cà phê pha phin nha bác. Rồi bên tay trái này là hãng Vico đen năm xưa nè. Bên đây đi vô cái chợ này gọi là chợ Phú Định. À, cái chợ này nó nhỏ xíu à. Nó không phải nhỏ đâu, cái đường nó nhỏ thôi chứ cái chợ nó bự lắm. Đường Hậu Giang với đường Nguyễn Văn Luôn thì xin thưa bà con, cái bác Nguyễn Văn Luôn này hồi xưa là đường Hữu Trị nè, còn này đường Hậu Giang, đây là ngã tư này người ta còn gọi là ngã tư Phú Định. Thấy làm gỗ mà mấy đồ trang trí nội thất. Cầu này là cầu Hậu Giang, bên tay phải này là có bến Nguyễn Văn Tố nữa đó. Bến này dưới 575 là bến Nguyễn Văn Tố. Cầu Hậu Giang này còn có tên là cầu Rồ Run. Tới đây là ngã tư Bình Phụng ha. Sáng nay mình sẽ ba mẹ cậu chở bác đi chợ Bình Tiên. Đào phải vô đường Bình Phụng. Ngay đây hồi xưa có cái cầu Bình Tiên rồi bác. Sài Gòn bây giờ thời tiết độ lạ quá, đến bây giờ mà trời nó vẫn còn lạnh lạnh nữa bác, y chang như ở Đà Lạt nữa bác. Sài Gòn hôm nay là sáng y chang như ở Đà Lạt. Ui cha, bên kia làm gì vậy ta? Cái gì mà đông quá nè. Bánh à, người ta mua bánh cuốn.
rồi đây là cái cầu Bình Tiên năm xưa rồi bác. À, hôm nay là coi như là người ta mua bánh người ta cúng rồi bác. Rồi lát nữa đây ba mẹ cầu chở bác đi lên chùa Ngọc Hoàng nha. À. Đường này đường Bình Tiên. Bên tay phải ba mẹ cầu đây là đường Văn Thân nè. Đường Văn Thân này đi đến cuối đường đó bác, có một cái bốt gọi là bốt Bà Lài. Bữa nào có dịp ba mẹ cầu chở bác đi về cái khu bốt Bà Lài đó. Còn con đường này là đường Phạm Văn Chí nè, quẹo phải là đi về cầu Phạm Văn Chí. Các bà con cô bác á, nhìn xa xa qua bên kia nè, có một cái trường mầm non Rạng Đông Ba. Trường này hồi xưa đó là làm chiếu phim đó bác. Rạp này tên gì thì ba mẹ còn không nhớ, các bác nào nhớ thì các bác comment nhắc giúp ba mẹ còn nhé. Bên tay phải này có cái ủy ban công an phường này. Công an phường này là nhà của một bác hồi xưa là fan của ba Michael, lúc nào cũng theo dõi tin của ba Michael hết. Còn giờ bây giờ là các bác thân thương của ba Michael bây giờ là im lặng rồi. Bên kia là hãng Phương Diêm Thuận nè, như bán bánh trung thu rồi bác, nổi tiếng á. Đây là đường Phạm Hữu Thứ, hồi đó quẹo tay phải này mình về chợ Cầu Bót. Bây giờ mình quẹo trái để mình vô chợ Bình Tiên rồi bác. Chợ này ba mấy gồm cũng có nhiều cái kỷ niệm lắm. Kỷ niệm nhất á là lúc đó ba mấy gồm đi quay phim, ba mấy gồm mua một hũ cơm rượu. Cái cô em ấy dễ thương lắm, dặn ba mấy cô là sao đó, dặn sao quên rồi. Rồi ai về, trời ơi, về nhà có một người vô comment, người bán cơm rượu cho anh, đó là em đó. Ba mấy cô bất ngờ lắm. Rồi đây là chợ Bình Tiên. Cái nghề làm YouTube này vui có, buồn có nha bác. Nhiều kỷ niệm lắm. Nói chứ giờ bỏ đâu được. Cái cây tươi không nè bác. Trái cây lên đầy chợ luôn.
khác cái cảnh mấy ngày trước rồi bác ha, người mua cũng đông quá nè. À, chắc bây giờ là ăn hết đồ ăn Tết rồi đó, bắt đầu giờ là dân ta đi chợ rồi. Đó, đây là mới là chính là thành phố Sài Gòn đây. Nếu mấy ngày trước thấy nó ghê lắm. Trứng gà còn có 25 ngàn một chục thôi. Đó, giá cả cũng hạ luôn. Đó, 22 ngàn một chục trứng gà nè. Đó. Tính ra là khoảng tầm có trứng 2 ngàn mấy, chục trứng 2 mấy, vậy là 1 đô la ha bác. 1 đô la chục trứng cũng 1 đô la thôi. Đó. Giá cả hàng hóa giá giảm luôn. Ở đây là bán bánh trứng nè. Mua bánh bông lan về cúng ghê bác. À, người buôn bán ba mày còn thấy cũng xăm sắp bán nè, người ăn cũng nhiều nữa nè. À, vậy là hôm nay là bà con tiểu thương chợ Bình Tiên là rộn ràng tiếng cười rồi. Tại vì có người mua mà. Hoa cũng về cũng quá trời nè. Tí như vậy mình cái lòng của mình nó cũng nao nao. À, nắm rơm nè. Đó. Yeah.
giờ trò ta treo lên quá trời luôn rồi. Vậy là hết nhà Bình Tiên rồi. Thôi ba mấy cầu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.